Phản ứng nhiệt phân muối ammoni dichromate. Các em đang nghe bài giải trên kênh Emily Chemistry Aerobic. Như chúng ta đã biết, muối ammoni rất dễ bị phân hủy bởi nhiệt. Có hai trường hợp nhiệt phân muối ammoni, đó là nếu muối ammoni chứa gốc của axit không có tính oxy hóa thì khi đun nóng sẽ bị phân hủy thành ammoniac. Còn nếu muối ammoni chứa gốc axit có tính oxy hóa thì khi bị nhiệt phân sẽ cho ra các sản phẩm khác nhau của nitơ. Muối ammoni dichromate là muối có chứa gốc axit có tính oxy hóa. Vì vậy, phản ứng nhiệt phân của muối ammoni dichromate được viết như sau: NH4 tất cả 2 lần Cr2O7. Nhiệt phân sẽ cho ra khí nitơ, chất rắn Cr2O3 và nước. Muối ammoni dichromate là chất rắn có màu da cam. Phản ứng nhiệt phân muối ammoni dichromate xảy ra mãnh liệt, tạo thành hiện tượng giống như một ngọn núi lửa nhỏ. Cô mời các em xem thí nghiệm dưới đây để thấy rõ hơn điều này.